Ok chào mọi người, hôm nay Cốt Gian sẽ giới thiệu với tất mọi người là một máy Lifan 125cc côn tay để gập 4 số, thích hợp lắp các dòng xe Honda 67. Ngoài ra thì cũng có thể độ chế vào nhiều dòng xe khác Honda Wayzim Cupwin là có thể độ hết được nhé. Mọi người có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình cho em, vì bên em chuyên cung cấp phụ tùng chế xe, hai bánh, ba bánh động cơ, rồi xe nâng cẩu xoay tới điện các loại, thì mọi người có thể đăng ký cập nhật những cái sản phẩm mới nhất ở bên kênh của Cốt Gian nhé. Về cái form máy thì nó giống như form máy của xe Jim thôi, thiết kế máy mới 100%, nên là máy mới thì em sẽ bao nổ bao im, không khói không hú, bao test cho anh em thấy thợ thuyền luôn. Thiết kế máy là sản xuất đúc khuôn nên là những cái chi tiết máy rất chi là sắc nét tỉ mỉ, hàng nòng của nó sử dụng nòng nhôm tản nhiệt khá ổn tốt nhá. Máy sử dụng là côn tay 4 số móc nhá. Lát nữa em sẽ nói qua về cái phần số. Máy sử dụng cùi đè gầm, thích hợp lắp các dòng xe 67 hoặc là anh em có thể độ vào xe Charlie hoặc là Cup. Nhưng mà sử dụng côn tay. Những cái chi tiết máy là như con ốc, đừng cái con ốc là đóng dấu của logo của Lifan nhá. Số là số móc kiểu như xe Win ấy. Anh em lắp vào xe Win Indo cũng được. Máy mới 100%, cốt nhông tải con 17. Máy mới thì bao êm cho anh em. Đây là cái form máy này. Máy thì màu sắc là sử màu đen tuyền nhá. Dung tích xi lanh đầu nòng của nó là 124 cm3, 125cc đấy. Máy sử dụng hệ thống đánh lửa CD. Những cái chi tiết máy đây thì mọi người có thể quan sát theo dõi được. Rất chi là sắc nét từng cái chi tiết vách máy này, bên lửa bên điện thì toàn bộ mới 100%, hàng mới thì anh em sử dụng quá bền rồi. Loại này thì em bán phân phối khá là lâu rồi và hàng này là hàng nội địa của Trung Quốc nhá. Thế cái hàng nội địa này thì bên Trung Quốc có một số cái hãng nó nổi tiếng, ví dụ như Lifan, Longkin, Yongsen hoặc là Jingpin, những cái hàng khá là ổn chất lượng. Bên em cũng phân phối khá là lâu rồi, được 3-4 năm nay rồi, được những cái đánh giá khá là tích cực của anh em, nên em nhập cái số lượng lớn thì giá thành nó cũng hợp lý thôi. Anh em cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại cho màn hình cho em nhé, em sẽ tư vấn báo giá cụ thể hơn. Đấy, mọi người có ý kiến đóng góp gì về các dòng sản phẩm của bên em thì mọi người có thể bình luận, hoặc là các bác cần những cái dòng máy khác thì mọi người bình luận phía dưới để bên em tiếp nhận, và trong những video tiếp theo em sẽ nhập những cái dòng máy đấy về anh em có thể tham khảo. Đây là một số hình ảnh về cái mẫu máy Lifan 125cc côn tay để gầm 4 số nhá. Đấy, từng góc cạnh thì mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá. Ok, mọi người xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh nhá. Xin chào tất cả mọi người.